Hello các bạn, mình là Tôm Hùng. Đây là game kinh dị đầu tiên mà mình sẽ chơi trên cái điện thoại cùi bắp này. Tên game có tên là Siren Head, là quái vật đầu loa, bệnh viện đáng sợ. Bây giờ chúng ta sẽ vào game luôn nhé. Giờ mình sẽ chơi level 1 từ đầu nhỉ. Đó, nhiều mặt đấy. Tìm cái chìa khóa và trốn thoát khỏi cái bệnh viện này á. Bây giờ là mùa Halloween xong có quả bí ngô kia. Đi nào. Đi đến đây à? Không đi tiếp được. Cụt rồi. Nó giới hạn rồi. Để chui vào đây được không? Ra được rồi. Đây là bức tường à? Ê, có số giây à? Còn 20 giây nữa. Hết số giây đó là quái vật Siren Head sẽ ra. Nó sẽ đi ra sau. Okay. Bây giờ sao ra? Ok rồi. Hết thời gian là thua luôn à? Trở lại. Được rồi, tìm chìa khóa và thoát khỏi cái bệnh viện này. Không phải rẽ trái mà phải rẽ phải. À, cái gì xanh xanh đấy? À, chìa khóa đây luôn à? Ơ giời. Mù thật. Được rồi, pin hơi yếu, cứ kệ, không quan tâm. Thoát chưa? Ok. Một đã xong các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến màn thứ hai, cố gắng tìm một cái reel, sau đó bạn có thể tự giải thoát cho bản thân. Nó tấn công mình rồi, bây giờ mình phải tìm reel à? Tại sao cái game này lại hết thời gian mình thua nhỉ? Vô lý, cái con kia nó giết mình thì thua. Rìu đâu? Đây, đây, đây. Đây là cái rìu à? Vãi. Phá cửa rồi. Ok. Mà tiếp theo. Tìm cái kéo à? Và ăn thi được, đừng biết là gì. Phá cửa ăn thi được là cắt cô gái à? Sao? Kéo đâu? Rộng thế nào ai mà biết được. Không mở được tủ. Ai đây? À cắt, à, giải cứu cô gái kia. Cô gái đang nằm ở trên kia. Cái kéo đâu? Đấy kéo cắt á. Kịp nữa không nhỉ? Không rộng. À kia. Thế rồi. Nhanh lên. Nhanh. Hết thời gian rồi kìa. Yes. Nhanh lên. Ở đâu rồi? Sao kia ở đâu? Nhanh lên. Ok, kịp ơi. 10 giây. Sao à? Và có lẽ em mình sẽ chơi đến đó thôi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Và nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ chơi tiếp trong game này. Tạm biệt các bạn.